xin chào cả nhà. Hôm nay cuối tuần này cả nhà, hai vợ chồng đi lên thăm ngoại, con mấy đứa nhỏ cả nhà về bên ngoại chơi nha. Mình đi ra ngoài dặn bầu mình hái cho bên ngoại, ông ngoại bà ngoại vài trái bầu nha cả nhà. Đây cánh đồng sau hè nhà mình nghe cả nhà. Đó mấy trái trong trong cái bầu á em. Mở ra kéo nó ra. Này bầu hồ lô nha cả nhà. Đây nè, tới nè. Đây, thấy chưa cả nhà. Mấy trái này mình bù nó lại đừng có cho mấy con ong nó chích nó hư trái cả nhà. Trái này cũng bự nè anh ơi. Trái ngoài đó nó kìa, mấy trái bự bự, trái vừa vừa bự bự hết trơn rồi. Trái này bự nè. Còn kia nó kìa. Bung nó ra. Trái này kia bự hả? Bự chưa? Vừa ăn được rồi chứ. Nó ấy mới non bự quá nó già trái đó vừa đó. Cắt luôn ha. Cắt đi. Bầu bầu hồ lô nha cả nhà. Không tiếp em trái này bự hơn nè. Trái này mới bự nè. Chụp em bôi hành giấy cầm. Để mẹ bẻ bầu cho ngoại cái. Rồi, hai trái được chưa? Trái này. Rồi mấy trái kia nữa, trái này cũng được nè. Trái đó chờ ba chờ ba bữa nữa đi cho nó. Đọt này nè, em lấy cái miếng này nè. Cái miếng đó em bầu luôn trái kia luôn ơi. Cái bầu ngoài đó kìa. Đâu? Đó kìa, ngoài gốc kìa. Mẹ. Ừ, trái nhỏ rồi. Đó. Trái đó bị hư gì vậy? Trái nhỏ ngoài trước kìa. Gạo à, đừng có đi ra đây vậy à. Đây nè, trái nhỏ ngoài này nè. Thấy không? Bầu nó vô lại đấy, con ong nó chích nó thúi hết trái này mà. Trái này không bầu kịp nè. Cái này đi làm về trễ tối tối quá không bầu kịp thành ra nó khích lại luôn nè. Hư rồi nè. Kéo xiết lại đúng rồi. Con cháu ngoài kia nó y nhấp cái con rồi nơi. Ê có chuyện chơi nha con, đứng yên đó để mẹ lại. Đứng đó đi con. Dạ, trái nhóc nè. Trái nó cái trái này bầu nó không kịp nè, nó mới bị ông chết hết trơn nè. Bỏ bọc đi. Bỏ bọc đi. Bây giờ. Rồi rồi. Nện cái đầu. Bị trái bầu nện cho đầu cả nhà. Còn trái nào đó không? Tính nào? Hai trái được rồi. Hai chuyện vô. Đi. Mấy trái kia để ngày mai bà nội qua bẻ cho hái cho bà nội. Đây. Mấy trái này to to hết trơn rồi, vừa ăn hết trơn rồi, ba ngày nó ăn rồi. Nè, to hết trơn cả nhà. Trái này cũng to rồi nè, thấy không cả nhà. Đây mình trồng được mấy dây dưa hấu nữa nè cả nhà. Nhìn gà, nhìn cái chị bé gạo đợi về cha mẹ về ngoại nè cả nhà. Thôi giờ đi thôi. Cái này là cây cà pháo nè cả nhà. Trái vậy đó mình nhìn mình hái xong hết. Hai mẹ con làm gì hả? Dạ ơi. Xin chào quý bà con cô bác. Không chào mấy chào cô bác. Hôm nay chủ nhật con về ngoại chơi nha. Dạ hôm nay con chủ nhật con mang về nhà ngoại chơi nha. Té cha luôn rồi nè. Thôi bây giờ thì mình là ra xe đi thôi nào. Đi. Ra xe chưa? Bây giờ tới về tới nhà ngoại nghe cả nhà ơi. Hai cái bầu luôn cho ngoại xả nó đây. Đây một tay. Giờ tới nhà rồi. Đây, đi. Dạ. Té luôn rồi. Dạ. Đi chơi đó. Chơi gì trời ơi, chết mà chơi. Hợp nè. Hai chị ba gặp em. Chị ngoại à. Chị ngoại kìa. Giờ hỏi ngoại khỏe không? Chạy đi hỏi thăm hỏi. Ngoại khỏe không? Hỏi. Giờ đi mua gà cả nhà. Con gà tre đi anh. Hả? Mua con gà tre đi. Gà tre là cái này hả? Ừ. Mất kèm con luôn nằm mầm 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 con. Gà tre về mình nấu lá giang nghe. Ừ.
135. Có con nào bự hơn nữa không? 145. Mấy con? Đó, giờ bảo đảm chị chế vậy nè. Nó không bự nữa. Rồi vậy mà nó lấy kem luôn nha. 155. Nhiều. 5 ngàn không có lẻ nè. Rồi. Xong hả? Đang mua gì nữa hả? Giờ mình ra ngoài vườn mình hái lá giang nha. Cái đó lá giác. Vợ tôi giỏi lắm nghe cả nhà. Lá gì cũng biết hết trơn á, gì cũng phải hỏi mới biết. Giỏi. Ừ. Cái ông cua này hái lên ăn được nè. Trồng mà đu đủ nghe cả nhà. Má vợ mình với vợ sao mình đi vô cắt lá giang. Đủ thì bự chưa có trái vậy đó. À là cái này hả? Má cắt đây. Má cắt lên đây em cắt ngay cắt đứt hết luôn đó. Đâu lá giang nè. Đó. Đi non. Lá giang hả? Non nó đỏ. À. Vậy gì? Đi đi đặng cho nó ra bò nha. Cây điên điển này có bông không? Đi kìa, đu su đũa có bông kìa. Su đũa chứ điên điển đâu. Su đũa. Bông mắt con ra. Hái đi. Em quăng xuống hái đi. Nè, quăng xuống. Đủ rồi. Nè. Đủ rồi mẹ. Đủ rồi, đủ rồi. Dạ, không chua lá chua thấy bà. Đủ rồi. Ơi chua lắm. Đây. Lên cầm. Ừ. Thôi mà đi nghỉ không có tới đâu. Nè, quăng xuống. Quăng gãy dán người ta đó mà. Gãy bỏ đi, trời ơi, tao tính sao ra coi chặt. Đó. Con già không có trên kia gì. Nóc có trơn đó. Sao đó. Sao sao đu đủ chưa có trái nữa ta. Cái này nhãn lồng. Nhãn lồng đâu miếng lồng, cái này hú qua dây nè. Ý là cái gì kìa? Dây leo hả? Bình bát dây. Ủa dây bình bát dây đâu? Cái này dây bình bát hả má? Cái này bình bát dây nè. Ai trồng cho má? Này nấu canh ăn ngon nè. Không, không. Ăn lá, lá nấu canh ăn. Lá nó nấu canh ăn. Cái này là bình bát rồi hả? Ừ. Dạ. Giờ mình ra ngoài vườn mình chặt măng cả nhà ơi. Chặt măng vô mình nấu lá giang mình ăn với măng nha. Nước xin nước gà cũng nước gì. Bên kia tôi nuôi dê á nha. Nhập nước rồi quá. Ê, bụi tre tới bụi tre nghe cả nhà. Ê. Quá trời măng luôn. Ừ, nhỏ chưa? Bụi nhỏ mày măng nhiều quá nghĩ nè. Ê. Nhìn măng tre nè. Cái mai quá ấy quá trời măng luôn nha. Ông gài mấy cái dấu này là dấu cũ mình má vợ mình chặt đi cân ở ngoài chợ nè nha. Quá là nhiều rồi. Quá trời nhiều măng luôn nha. Măng dài ba ngày nữa là đến lứa chặt nữa nè. Chặt cái bụi này. Cái măng nhỏ thôi. Bỏ dư ra đổ chua mà. Này chắc đủ rồi ha. Nấu gà nấu lá giang ăn với măng tre nha cả nhà. Gà với lá giang. Có nét mũi nè ta. Ba ngày nét lắm nè, nét nhiều. Lưỡi con mắt của nè nè. Ôi gạo gãy hả? Gãy luôn. Quá non. Được xẻ đó là. À, nhiều lắm mà cái này mình vừa ăn nè. Thấy có một bữa ăn hết.
sợ mũi cắn. Dạ, hai măng sợ mũi cắn, cả nhà thấy trang bị cả nhà. Non lá, áo dài, thêm nhăn mũi nữa nha. Ghê. Sao củi không bữa ra mũi trời. Hai con bụt măng một làm thế ghê cả nhà. Bụt đủ không ta? Sắm mấy một bự này luôn. Sắm đi ăn một nào đủ rồi nè. Bữa nào lên chặt nhánh này về cái ghim trọng sao để lấy măng. Anh chặt cái cây này là anh được rồi nè. Anh chặt này là cái này là về anh bỏ lên cho lên. Cây mà cái gì con này nè, lên ăn là cái này. Dễ nhiều à. Nó nhỏ, cây bự nó mới à. Nó anh ra lấy ra bén chặt luôn nè. Cây đó chặt đi chim xuống sao với gì nữa. Ở đó ba chặt cái nhánh trên đổ, chặt cái nhánh này nè. Gốc gì nè. Gốc gì nè, đem về là trồng nó lên nè. Gốc này nè. Gốc này đem về mình trồng là đem về trồng không bao lâu là có bụi che, là có măng ăn nữa cả nhà. Cái dạo bỏ mấy dạ ăn bỏ bự nó già rồi. Sức anh mạnh mấy ông nại vậy nổi. Ê đừng có xô vậy, nhiều mới được. Bên này bên kia nó xô vậy. Ừ, trong vậy vẫn gãy cái má nãy bọt lên đó lên. Quá trời, ngấp măng luôn. Hồi đợt mình đi vô nhà quá trời anh quá. Cái đó anh để vào vô anh lấy cái kia anh đóng đi. Cái này cũng được, cây này cũng được nè. Ừ, ngay trong vườn chặt nhánh cái gì vậy cả. Ừ, cái đó được đó anh, đạp một cái đi vô. Không có mũi, tại con đốt nhau mũi á. À, mạnh nó làm mau lắm, má đóng. Rồi vừa đi dẫn má giặt lại, coi. Rồi bỏ ra đây, đóng một ngoài này luôn đi. Quá bự rồi. Rồi cái gì ấy đóng nữa thì nó ấy chặt quá chặt lại. Anh qua anh coi bên đây, anh qua đây được không? Trong vòng có anh qua đây nè anh đặt. Đây mấy bụng măng cả nhà, còn má nữa kìa, mấy bụng tao để lấy giờ mình lột măng ra hai bụng này mới bự dữ nè. Nó hổm tao 51 tao bán được ra 200 mấy. Bây giờ mình rửa con gà cả nhà ơi. Gà này là gà tre nha cả nhà. Gà ấy nay chồng mình đi lên rồi ghé chợ mua luôn cả nhà. Mình mướn ta làm luôn nha chứ mình không có làm. Mướn ý mua xong cân xong rồi mướn người ta làm luôn. 1 ký 110 ngàn. Này con này cũng ký lô 3 cả nhà. Người ta bán cho 155 ngàn. Dạ, rất ngon. Bên kia người ta hát quá trời. Thank you.
có mà mua con còn không biết đủ không đây. Sắc măng măng tre nghe nha. Măng này lát nữa mình trụng luôn ta. Trụng. Trụng rồi ta. Trụng rồi mà nó sắc nhỏ vậy. Vừa ăn rồi nè. 2 á, 12 rồi kìa. Ừ. Đúng rồi. Sao 2 vậy, vừa ăn chắc nhỏ. Làm gì bà, ấy xả về mày. Làm gì? Xả. Hai cái xả đi em sắc con nha. Xả nó hơn. Nói anh kiếp á. Nhà vậy ba, hai ba nói vậy. Sắc xả hay nha. Bây giờ mình sấy mỡ tỏi mình xào xả với gà nha cả nhà, cho nó cho lá giang vô. Bỏ xả. Cho lửa lớn lên. Cái này đổi biết hay lắm. À. Gà cả nhà. Nhưng lát nữa mình nấu lá giang, mình nêm nước chua, mình nấu nước mắm á, có vị nước mắm vô nó rất là ngon nha. Mình vớt măng rồi cả nhà, mình trụng chín rồi, bây giờ mình vớt ra thôi. Khi nào ăn thì mình bỏ vô trong cái nồi lẩu là xong cả nhà. Măng trụng vô nhìn trắng tươi luôn nghe. Gà nấu lá giang măng tre nghe cả nhà ơi. Vui chưa ta? Vui. Mời cả nhà. Ngon. Nó chua gì ăn với ăn lắm. Vì ăn ngon lắm, không có chua. Măng tre nó giòn dễ đảo ha. Mà nó có bự. Gà tre hơi bự rồi, gà tre nó lớn một tí phía ngoài thôi. Vậy là hết, thứ ba vậy. Ký gửi gì lắm, ký gửi gì là lớn à. Ngon. Vừa ăn luôn. Thử rồi. Ngon. Lần đầu tiên ăn món này phải không? Mà đổ em nặng hỏi cho ăn lớn này một chân. Nè, để anh kia đi ra. Dạ. Một cây luôn. Ăn thử măng thôi. Thôi chết chứ. Không có gì. Hút ra đó. Hơi chứ. Mày dạ à. Hút nè. Đâu rồi? Em chết rồi, cầm điện thoại em chết rồi. Hút ra không? Con mời cô bác ăn cơm. Hủy quá. Mày lấy đuổi đem con hút. Nóng nha. Mình lại... Nóng không? Không. Không rồi. Mày dạ, con hỏi từ từ ra. Để rồi, nóng không? Ăn miếng rồi ngon à? Ăn miếng mì nhúng rồi ngọt không? Chua nước cái nước cái nát. Chua như cái nát luôn. Ngon sao? Ngon sao? Lên đi mẹ coi ngon sao? Ngon sốt. Nhịn miệng. Ngon sốt mọt. Đâu giá mà. Không bây giờ mày bỏ vô. Mày cái miếng nhỏ cho con. Ăn mì miếng. Nhìn xè vô. Ngon ha. Nhìn miếng nhỏ rồi. Ngon. Ngon. Ngon nhất cái nó chua chua mà. Ngon nhất cái nó ăn ngọt. Chua mà nó chua ngọt. Ngon nhất cái nát chua. Ừ. Giỏi rồi. Bưng trắng lên con. Đi bưng tư lên con. Dạo rồi bưng tư lên để mắt. Con sợ cái cho nước. Nước quá rồi. Còn nãy còn nóng nha. Cho con miếng sợ tí. Đây nè, mày gấp cho kìa. Nhưng mà nóng nha, con phải thổi mới ăn được nha. Cô gấp cho em không? Để vô chén em đi. Để hút, để hút, để hút, để hút. Nè, cà bê. Nóng nha con từ từ. Mày cho kìa. Con ngon không? Thịt gà ngon không? Dạ, thịt con bò câu. Thịt gà không? Đấy. Cái này ngon lắm các cô chú ơi. Quá giỏi rồi. Má. Dạ.
cái này là mì tôm. Mì tôm. Mời cả nhà uống ly bia nghe. À, video đến đây kết thúc nha cả nhà. Chúc cả nhà một ngày cuối tuần thật là vui vẻ và nhiều sức khỏe nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý cô bác.